Aptin MS 460 nghe nha. Kiểm tra xem trong này có cái gì thiếu không nào. Quay chi tiết cho anh em là mình thấy như thiếu một lọc sáng to. Gió này nó vừa 660 anh em. Trời ơi, chế vào khí mới ghê. Đây, anh em thấy bay sai bây giờ mới hư được. Mình tinh. Quá đã. Mất lửa nghe anh em. Mất lửa ha. Con đời này có xả hát này. Đời 205 anh em. 205. Này nó không để CC. 4.4 kW. Con này chắc phải tầm 78 đến 80 CC đấy nhỉ. Dập lần đi. 460 chắc phải hơn 80 CC. Đó. Vẫn tiếp tục là thiếu lửa này. Thiếu nắp xăng, nắp nhớt ha. Con xem dập lần đi này. Đó, bên rế đạn chuông nổ cũng thiếu luôn ha. Đó, tình trạng là như vậy nhé. Vẫn bao hơi cho anh em nhé. Rồi, con này xem này. Mình có cặp. Đấy, con này có cái lọc gió này. Đó, con thiếu không có. Mất lửa luôn anh em nhé. Còn có con không này. Có xả áp. Ok. Mới tinh. Con này đời 205 luôn. Đều 205 hết anh em. Đẹp mà đi, đẹp quá đẹp rồi. Tem này. Đấy. Ok, 460. Anh em nào kết thì gọi mình nhé. 0974 644 973. Cảm ơn anh em.